Đỗ Xuân Tuyên làm trưởng đoàn về kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thị xã Mỹ Hào và làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nguyễn Tuy Hưng tiếp và làm việc với đoàn. Theo báo cáo, từ ngày 27 tháng 1 đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên rà soát được hơn 800 người có liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, trong đó có gần 250 người trở về từ ổ dịch. Toàn tỉnh đang cách ly 18 người tại cơ sở y tế, cách ly tại nhà 307 người. Lấy 101 mẫu bệnh phẩm, kết quả đã có 40 mẫu âm tính, còn 61 mẫu chưa có kết quả. Việc phát hiện đáp ứng nhanh đối với các trường hợp F1 mới kịp thời hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca dương tính tại cộng đồng, đã thành lập các chốt kiểm soát dịch tại tất cả các huyện, thị xã giáp danh với các địa phương đang có dịch. Tỉnh Hưng Yên đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ kinh phí, vật tư, hóa chất xét nghiệm chống dịch, đồng thời cung cấp thông tin cập nhật hướng dẫn ứng phó với virus chủng mới cho địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp thực hiện nghiêm chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ, không được chủ quan trước những diễn biến phức tạp trong tình hình mới của dịch bệnh, nhất là khi virus chủng mới có nguy cơ lây lan cao hơn tới 70%. Quán triệt nguyên tắc phát hiện sớm, cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm thần tốc, khoanh vùng dập dịch, điều trị ngay. Đồng thời, với công tác phòng chống dịch, phải thực hiện mục tiêu kép, đảm bảo sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, hạn chế di chuyển ca bệnh nếu có lên trung ương. Lưu ý, không để dịch chồng dịch, đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho nhân dân đón Tết Nguyên đán và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới. Nhiệm vụ trước mắt để đối phó với diễn biến của tình hình dịch bệnh hiện nay là cần truy vết thật nhanh các trường hợp liên quan đến ca bệnh, tổ chức xét nghiệm diện rộng, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 sau lần 1, rút ngắn xuống khoảng 3 ngày do vòng đời của biến chủng virus mới ngắn hơn. Cần tập trung kiểm tra công tác phòng chống dịch trong doanh nghiệp, tránh trường hợp như công ty Baun tại tỉnh Hải Dương, phát động toàn dân khai báo y tế. Đối với các ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã cần tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, nhất là thông điệp 5K, tiếp tục duy trì ở mỗi thôn ít nhất một tổ phòng chống dịch cộng đồng để tăng cường trách nhiệm và là cơ sở pháp lý để thực hiện các chế độ. Các xã cần đặc biệt lưu ý công tác phòng chống dịch trong trường học theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với các địa phương có doanh nghiệp hoạt động cần mời các chủ doanh nghiệp đến ký cam kết phòng chống dịch. Trước đó, đoàn công tác đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thôn Xuân Đào, xã Xuân Dục là địa phương có 2 trường hợp F1 liên quan đến nữ bệnh nhân dương tính với COVID-19 sau khi nhập cảnh Nhật Bản. Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm, kiểm tra thực tế và tặng quà Tết cho các cán bộ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào, nơi đang cách ly 2 trường hợp F1 ở xã Xuân Dục. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn hỏa tốc số 208 về việc không tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nội dung công văn như sau. Kính gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố, xét tờ trình số 421 ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thôi không tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1. Để đảm bảo các yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19, không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, theo chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động đảm bảo an ninh, an toàn, phục vụ nhân dân đón Tết và các yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19. 3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động phù hợp, trao băng rôn khẩu hiệu tại các khu vực công cộng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đón xuân. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Thực hiện công điện số 199 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới của bệnh dịch ở Việt Nam, người dân trong tỉnh chủ động nâng cao ý thức chấp hành, trong đó đã có nhiều hộ gia đình, khu phố và nhà hàng đã chủ động dừng hoãn tổ chức các sự kiện tụ tập đông người như đám cưới, đám giỗ, tiệc tất niên, triển lãm, hội chợ.
Vào những ngày bình thường thì tại nhà hàng phố cũ phường Nam Sơn thành phố Hưng Yên có từ 250 cho đến 300 người đến ăn. Tuy nhiên thì trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay thì được biết là từ ngày 28 tháng 1 đến nay thì số lượng người đến ăn tại đây đã giảm rõ rệt, và cụ thể trưa ngày 30 tháng 1 đã không có một vị khách nào đến ăn tại nhà hàng. Đã có rất nhiều hàng gọi đến xin được hủy các đơn đặt bàn trước đó. Số lượng khách hủy từ chiều ngày 28 đến nay là khoảng độ 500 khách, khoảng độ 80% là những bàn ăn đã chế biến xong rồi. Khách hủy, nhà hàng cũng rất là thông cảm và cũng rất là đồng tình trong việc của khách hàng hủy để đảm bảo về cái phòng chống dịch COVID. Hội chợ Xuân Tân Sửu 2021 tại quảng trường thành phố Hưng Yên đồng loạt các gian hàng thực hiện nghiêm việc dừng tổ chức bày bán từ 16 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2021. Công tác tháo dỡ, vận chuyển hàng hóa được thực hiện khẩn trương, đảm bảo công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hiện nay nhiều gia đình, dòng họ, khu phố trong tỉnh dừng, hoãn tổ chức các đám cưới, đám giỗ, cỗ tất niên. Theo như mọi năm là khu phố chúng tôi tổ chức liên hoan tất niên là khoảng 20 bác giạp rất là to. Nhưng mà năm nay thì cũng cái tình hình dịch bệnh như này thì chúng tôi cũng đã ngừng lại tất cả các cái hoạt động liên hoan trong khu phố, mà bà con thì chấp hành đối với lại chủ trương của chính phủ và của tỉnh. Mọi năm ấy nhà tôi có dỗ bố dỗ mẹ tôi thì không có gì COVID thì tôi làm 10 năm 20 mâm để cho con cháu đến đông đủ hoặc phạt. Như thôi năm nay vì có dịch COVID cho nên là nay tôi chỉ đi sắm hoa quả hương hoa để về cáo tổ tiên các cụ. Với tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, chủ động tích cực của người dân đã góp phần quan trọng trong việc đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 vào địa bàn, huyện Phù Cừ và Ân Thi đã thành lập các chốt kiểm soát tại các trục giao thông chính kết nối với tỉnh Hải Dương. Từ 7 giờ sáng ngày 30 tháng 1, huyện Ân Thi triển khai 3 chốt kiểm soát cấp huyện, gồm điểm chốt trên quốc lộ 38 thuộc xã Phù Ủng, điểm chốt trên đường 386 thuộc địa bàn xã Đa Lộc và điểm chốt đường gom cao tốc Hà Nội Hải Phòng thuộc địa bàn xã Bãi Sậy. Trước đó, từ 14 giờ chiều ngày 29 tháng 1, huyện Phù Cừ thành lập 3 chốt kiểm soát cấp huyện, gồm điểm chốt trên quốc lộ 38B, đoạn cầu Tràng qua xã Quang Hưng, điểm chốt trên đường huyện 80, đoạn qua xã Nhật Quang và điểm chốt trên đê thôn Cự Phú thuộc địa phận xã Tam Đa. Ngoài ra, huyện Phù Cừ còn thành lập 2 chốt cấp xã ở xã Minh Tân và xã Nguyên Hòa. Lực lượng tham gia các chốt gồm công an, quân sự, y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương. Mỗi chốt chia làm 3 ca, hoạt động liên tục để kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn. Huyện Phù Cừ và Ân Thi đều quyết tâm làm tốt công tác kiểm soát, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn. Chương trình xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác lao động người có công và xã hội năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận định năm 2020 là một năm khó khăn cho người lao động bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã triển khai đúng kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 của chính phủ và của tỉnh, hoàn thành tốt việc chi trả cho các nhóm đối tượng chính sách, hộ nghèo trên 130 tỷ đồng, chi trả trợ cấp cho trên 15.000 người cao tuổi, đóng bảo hiểm y tế cho 6.000 người khuyết tật, hỗ trợ xây mới gần 830 nhà ở cho hộ nghèo, đồng thời làm tốt công tác đào tạo nghề cho gần 25.000 lao động, tạo việc làm mới cho trên 23.000 lao động. Việc tiếp nhận lao động từ nước ngoài về nước đảm bảo an toàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, có tầm nhìn xa trong công tác đào tạo lao động, phát triển thị trường lao động, thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã trao huân chương lao động hạng 3 cho trường phục hồi chức năng và dạy nghề người khuyết tật Khoai Châu. Chiều ngày 29 tháng 1, Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên đợt 2 năm 2020.
đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đánh giá xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP tỉnh chủ trì hội nghị. Trong đợt 2, toàn tỉnh có 18 sản phẩm được đề nghị đánh giá xếp hạng. Kết quả có 9 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 9 sản phẩm đạt hạng 3 sao theo bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với các ngành địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chương trình OCOP, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng về chương trình OCOP, tăng cường hướng dẫn các địa phương chủ thể tham gia trong việc hoàn thiện hồ sơ gửi hội đồng đánh giá tổng hợp đánh giá xếp hạng sản phẩm, trong đó chú ý đến việc lược hóa, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2020. Không chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch COVID-19, càng gần Tết Nguyên đán, tại các làng nghề chế biến thực phẩm ở huyện Yên Mỹ, hoạt động sản xuất càng trở nên nhộn nhịp. Tại một số làng nghề chế biến thực phẩm nổi tiếng tại huyện Yên Mỹ như miến rong Lại Trạch, xã Yên Phú, sản xuất giò chả Chai Trang, thị trấn Yên Mỹ, nấu rượu thủ công ở thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt. Càng về cuối năm, hoạt động sản xuất càng hối hả, nhộn nhịp. Theo các hộ dân, thực phẩm là mặt hàng thiết yếu nên không chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, hầu hết các hộ sản xuất đều tăng sản lượng từ 20 đến 30%. Do đó, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm càng được các địa phương chú trọng tuyên truyền, kiểm tra, giám sát. Ngoài việc giữ gìn vệ sinh trong các khâu chế biến, các hộ sản xuất chú trọng tìm nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ. Với mục đích kết nối tiêu thụ sản phẩm thịt lợn an toàn cho người nông dân, chuỗi siêu thị MM Mega Market đã kết hợp với công ty thực phẩm Song Đạt và ba hợp tác xã chăn nuôi tại tỉnh Hưng Yên hình thành chuỗi tiêu thụ sản phẩm thịt lợn Việt Gáp, bước đầu đã mang lại hiệu quả. Hôm nay anh Nguyễn Quang Thực, thành viên hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi nông nghiệp Đức Thắng, huyện Tiên Lữ, phấn khởi xuất chuồng hơn 2 tấn lợn hơi cho công ty thực phẩm Song Đạt ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội với giá cao hơn so với thị trường. Đây là đàn lợn được nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp và được các đơn vị thu mua, tiêu thụ trực tiếp, giám sát trong quá trình chăn nuôi. Thí mê Song Đạt thì nếu so với cái mức tiêu thụ để ổn định so với giá thị trường thì nó có cao hơn thị trường, nhưng rất ngặt nghèo về cái khâu như vậy là chế độ nuôi của con lợn. Nuôi là phải làm vaccine đầy đủ và chế độ cho ăn cám của từng giai đoạn, chứ không thể bừa bãi được. Trước khi họ bắt lợn này, họ về họ test, họ lấy mẫu đủ tiêu chuẩn thì là họ mới nhập ạ. Các hợp tác xã tại Hưng Yên cung cấp thịt lợn được gắn dây đai ở chân, truy xuất nguồn gốc theo từng hộ nuôi, sau đó chuyển đến công ty thực phẩm Song Đạt đảm nhận khâu giết mổ, sơ chế, siêu thị MM Mega Market tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm bày bán tại hệ thống của siêu thị MM Mega Market được gắn mã QR code truy xuất đến tận hộ chăn nuôi. Từ khi ký kết trung tuần tháng 12 năm 2020 đến nay, công ty thực phẩm Song Đạt đã thu mua 50 tấn lợn hơi cho ba hợp tác xã chăn nuôi của tỉnh. Từ ngày công ty Song Đạt ký hợp đồng với MM Market thì công ty Song Đạt đã tiêu thụ của ba hợp tác xã bên Hưng Yên là khoảng độ từ 50 đến 55 tấn lợn. Chất lượng lợn thì rõ nguồn gốc xuất xứ đúng không? Theo ký kết, công ty sẽ thu mua sản lượng khoảng 60 tấn một tháng. Sản phẩm được bày bán tại hệ thống cung cấp của MM Mega Market. Sản phẩm thuộc chuỗi sẽ được thu mua cao hơn giá của thị trường 2.000 đồng một kg. Thì các cái sản phẩm này thì được gắn cái tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ nơi chăn nuôi đến khu giết mổ và cái sản phẩm này đến người tiêu dùng. Thì các cái thông tin đấy được minh bạch, công khai, các cái quy trình sản xuất, người tiêu dùng thì dễ dàng truy cập vào cái hệ thống thông tin qua hệ thống hichec.net.vn của tỉnh. Qua cái điện thoại thông minh thì sẽ nắm bắt được các cái tất cả cái thông tin về người chăn nuôi, thì tạo cái niềm tin cho người tiêu dùng. Và các cái chuỗi giá trị thì ngày một ổn định hơn, và người chăn nuôi thì sẽ có cái kế hoạch sản xuất lâu dài và cũng là hình thức để mang lại cái giá trị. Việc hợp tác này là một bước tiến bộ vượt bậc, tạo ra một mô hình chuỗi giá trị liên kết với mục đích chính là cung cấp nguồn thực phẩm thịt lợn giàu dinh dưỡng. Người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng mọi lúc, mọi nơi, thông tin minh bạch, uy tín, đồng thời tạo đầu ra ổn định, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.
Thị trường hàng hóa phục vụ Tết bắt đầu nhộn nhịp, nhu cầu mua sắm càng tăng cao. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng làm ăn phi pháp tra trộn hàng hóa vi phạm không rõ nguồn gốc xuất xứ vào thị trường, đặc biệt là hàng hóa thực phẩm bẩn, mất an toàn vệ sinh. Năm 2020, các lực lượng chức năng, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã tiến hành thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm 138 cơ sở liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 160 triệu đồng, buộc tiêu hủy gần 4.000 kg sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các lỗi vi phạm chủ yếu sản xuất thực phẩm kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận, cơ sở đủ điều kiện, không thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước theo quy định. Sử dụng dụng cụ chứa đồ đựng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm để tự công bố sản phẩm không đủ chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, sử dụng kinh doanh thực phẩm quá hạn sử dụng. Để ổn định thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Tân Sửu 2021, lực lượng quản lý thị trường hiện đang tăng cường kiểm soát, kiểm tra các hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, đồng thời tuyên truyền các hộ sản xuất kinh doanh ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Những yêu cầu về chứng chỉ tin học ngoại ngữ một cách máy móc đang gây áp lực cho nhiều giáo viên. Nút thắt này sẽ được tháo gỡ khi sắp tới Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ xóa bỏ chứng chỉ tin học và ngoại ngữ cho giáo viên. Dù đã hoàn thành các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu được 2 năm, nhưng mỗi khi nhớ lại, cô giáo Nguyễn Thị Hạnh, trường mầm non Ngọc Long, huyện Yên Mỹ lại cảm thấy áp lực bởi những ngày cuối tuần phải lặn lội ra Hà Nội ôn tập và luyện thi. Đồng lương của giáo viên cũng chưa được cao, và nhưng mà chi phí đi lại này, rồi là các cái ngày nghỉ ấy, mình có thể là vẫn phải đi để hoàn thiện những cái văn bằng chứng chỉ đấy. Hiện nay ở ngành giáo dục, khi tham gia tuyển dụng, xét thăng hạng, xét chuẩn giáo viên đều yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Bởi vậy để hoàn thiện những chứng chỉ này, không chỉ giáo viên tốn kém tiền bạc công sức, mà các nhà trường cũng gặp khó khăn khi sắp xếp bố trí hoạt động giảng dạy, tạo điều kiện cho giáo viên đi học. Thực trạng của nhà trường thì đang thiếu giáo viên. Thế mà sắp xếp mà cho các giáo viên mà đi học các chứng chỉ thì cái việc mà bố trí giáo viên để trong lớp thì gặp rất nhiều khó khăn. Tâm lý của giáo viên thường là không yên tâm khi mà mình chưa có cái chứng chỉ theo các cái yêu cầu, thì nó cũng là một cái áp lực đối với giáo viên. Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ đã có chủ trương xóa bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học cho giáo viên. Dù chưa chính thức thi hành, nhưng chủ trương này đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo giáo viên. Chủ trương của Bộ về cắt giảm một số chứng chỉ cho giáo viên hiện nay, đó là một điều hợp lý và thiết thực. Những chứng chỉ đó tính liên quan đến chuyên môn của nó chưa rõ ràng và chưa phải là cái bắt buộc để nâng cao cái trình độ chuyên môn của giáo viên. Xóa bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ không có nghĩa là giáo viên không cần những kỹ năng, năng lực ứng dụng tin học ngoại ngữ. Thay vào đó, giáo viên cần phải tự trau dồi, nâng cao kiến thức, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, khi Tết Nguyên đán đang cận kề, trong mối nguy dịch COVID-19 lây lan mạnh hơn, chính quyền của Trung Quốc đang áp